Chào các bạn, hôm nay mình có lại thêm một ngày trời nắng chiều mát rất là đẹp nha các bạn. Cho nên mình có thời gian chút đỉnh mình đi ra vườn của mình làm vườn tiếp. Thì hôm nay mình muốn ra vườn của mình sẽ tiếp tục trồng trọt các bạn. Thì ở bên ngoài thì đất của mình còn trống, tại vì trời ẩm rồi ban đêm nó cũng còn hơi lạnh đó các bạn, cho nên mình không có trồng gì nhiều. Thì mấy ngày nay trời nó cũng thấy cũng hơi ấm rồi, cho nên mình ra mình dọn dẹp vườn của mình tiếp tục mình làm vườn. Đây là một số cây của mình đã ương mấy tuần trước đó các bạn. Thì mấy bụi dưa bí gì nè, đậu bắp gì nó lên tá lả hết nè. Thì hôm nay mình ra mình dọn dẹp cái vườn của mình trồng để cho nó kịp mùa các bạn. Mình đây là mấy bụi dưa của mình nè, mình ương bây giờ nó đã lên cao rồi. Dưa này cái dưa loại dưa dại nha các bạn. Thì mình ra mình trồng để cho nó phát triển sớm, chứ để lâu quá thì cây nó sẽ ốm yếu, nên mình phải trồng. Đó, các bạn thấy mấy cây đậu bắp của mình để hôm nay nó hết phân rồi đó, cho nên thấy nó tàn úa rồi, cho nên mình phải trồng ngay. Còn đây là mấy cây cà tím của mình thì mới ương nó lên chưa có được cao mấy, cho nên mình chờ bữa nữa. Hay là mấy bụi bí của mình, bí này thì rất là dễ trồng, bí này bí xanh mà ruột màu cam đó các bạn, ăn rất là ngọt, nấu chè là gì đó, nấu canh gì đó ăn rất là ngọt. Đó là mấy bụi hôm nay mình sẽ trồng hết như đây, nhiều quá cho nên mình cũng không có chỗ để trồng nữa các bạn, cho nên mình dọn dẹp lại ở trong cái nhà kính mình lại một mớ để mình trồng sang kẽ, nó chỗ nào trống thì mình nhét. Mấy cây đậu bắp thì mình một số mình trồng ở ngoài, còn một số thì mình trồng sẽ nhét ở trong cái nhà kính của mình. Mày coi mấy chỗ nào ở cạnh đó các bạn, mình nhét vài cây nó sang kẽ với mấy cái bụi rau của mình. Thì chỗ nào mình nhét được thì mình nhét, tại vì mình nhét nó sát cái mé dách đó cho nên nó cũng không có chiếm rất nhiều các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dọn dẹp lại cái nhà kính của mình trồng thêm. Đó, mấy cây bụi bạc hà của mình nó đang lên dược lên nè. Hôm nay mình sẽ bứng ra một số để mình cho nó thoáng một chút xíu, dày quá thì mấy mốt cây nó lên nó ốm o, nó không có được non. Mình sẽ bứng ra mình nhét lại ở trong mấy cái dách đó các bạn. Mình trồng được chỗ nào thì hai chỗ nấy, tại vì đất cũng hẹp chứ, thì đất hẹp mình trồng nhiều thứ quá cho nên không có chỗ trồng các bạn. Ok, mời các bạn theo dõi mình làm vườn nha. Đây mình trồng đã một mớ đậu bắp ở đây đi các bạn. Đậu bắp thì thời gian ở đây mình nó rất là ngắn ngủi, thì mình trồng thử coi, chứ khi mà lạnh sớm quá thì nó cũng không có được tốt. Hy vọng là năm nay mình có nhiều thời gian ấm hơn. Bắp thì nó thích ở xứ nóng hơn các bạn. Mình trồng sang kẽ khoảng gang cây được rồi. Đất không có mình thích trồng nhiều nhưng mà không có chỗ trồng các bạn. Rồi vậy cái trồng chút một chút cái nó cũng chiếm đất hết rồi. Nhắc đại đi.
Được thì nhớ. Chỗ này thì chút mình trồng mấy bụi dưa. Dưa này nó bò lên vàng. Thứ để trồng các bạn. Đó, trồng mấy bụi dưa. Để trồng đó. Mấy bụi dưa trong kia. À, đây là mấy cái bụi dưa của mình đây. Nhà mình trồng ở ngay chỗ vàng trong đây 4 cây đi. Trồng nhiều quá mốt nó bò lên không có chỗ bò. Nhưng tại mình đương nhiều quá bỏ thì uổng. Nên trồng hết luôn. Đó, 4 cây của mình. Đó mình có bụi rồi đó, loại đó dưa là như là dưa giống như dưa mà để làm muối á. Dưa rồi vậy mốt nó lên đó, nó bò lên cái là thấy chặt chỗ các bạn. Ok bây giờ ở trong đây thì mình sẽ cho thêm mấy cái cây đậu bắp của mình trồng sát mé đó các bạn. Mốt nó lên thì nó cũng không có bán mấy cái loại rau khác vì mình còn dư nhiều quá không có chỗ trồng cho nên mình chiêm đợi nó vô đây thì trồng sang kẻ lại nó đi. Nhét đặt chỗ nào thì mình nhét chỗ đấy. Còn giống như mấy con ốc tiêu á, nó vô cái cắn lá hết các bạn. Cho nó vô thêm chút xíu đất nữa. Cái cũ à. Đây là một mớ cải xanh nó tự rụng hộp nó lên đó các bạn. Hôm nay mình nhổ nhiều lần mà nó cứ lên hoài. Mấy bữa nay trời mưa mà nó lên tốt như vậy. Giờ mình mới vừa bứng được một mớ mình đem ra mình ghim ở mấy sao. Thì thường thường cải đó mình nhổ lên mình bứng lại mình trồng nó xuống cái cây nó rất là to các bạn. Thì nhà mình mới vừa dọn dẹp được một cái khoảng đất trên đây nè, nhà mình chỉ ghim nó vô đây để nó cái lớn này mình đem vô mình nấu canh ăn thôi. Đó. Thì cải tự lên mình nhổ mình trồng nó xuống mà cây nó bự. Các bạn thấy ở trong cái nhà kính của mình đó. Các bạn thấy trong cái nhà kính của mình nó kỳ rồi mình nhổ đó. Mình cầm nó trở lại mà bây giờ cái cây nó tổ lên rất là lớn, tươi tốt nữa. Sẵn ở trên này mình có miếng đất trống chỗ này,
với lại mé ong này, cái này mình không có được nắng nhiều á các bạn, nhưng mà trồng cải thì rất là ok, cải thì nó không có cần nắng nhiều, cho nên mấy chỗ này mình trồng cải thì nó thích hợp hơn. Để đây mình nhắc cho đây, mốt mình có cải mình ăn. Cải này ăn thường lắm các bạn, nấu canh là rất là dễ, ăn sống nếu mà non ăn sống cũng rất là ngon lắm. Nãy giờ sơ sơ mình trồng cũng được nhiều thứ đó các bạn, nào là dưa nè, nào là đậu bắp nè, cải nè, rồi bữa nữa là mình thu hoạch là sỉ luôn. Rất là thích khi mình trồng rồi mình đi thu hoạch đó các bạn, thấy mê luôn. Cái game cha nó đi, nó lên là một tính. Rồi, sơ sơ là mình được một cái vườn cải rồi. Mình chờ cho nó lớn là thu hoạch thôi. Xong xuôi đó. Không đầy 10 phút là mình trồng được một vườn cải đó các bạn. Đó, ngày hôm nay là mình trồng được nhiều thứ đó. Thôi vậy chứ nó lên nhanh lắm các bạn, vài ngày là nó phát liền à. Đó, bên mé hông đó là cải, còn đây là mấy cây đậu bắp hồi nãy mình trồng đó. Đậu bắp thì mình không có biết là được trồng ăn được không. Mấy năm trước mình trồng có vài cây các bạn, nó được đâu có mấy trái, xong cái lạnh rồi cái nó đứng luôn, nó không lên nữa. Là mấy bụi dưa, dưa này dưa English cucumber các bạn, cái loại dưa trái dài đó. Mấy sau thì cũng có vài bụi dưa, dưa đó là dưa trắng, như cái vỏ trắng đó các bạn, rất là ngọt. Ba cái mớ đậu bắp của mình trồng còn nhiều quá, không có chỗ trồng các bạn, còn dư một mớ đậu bắp nè, với lại mấy cây bí. Cây bí thì mình chưa biết trồng ở đâu, tại bí này nó bò dữ lắm các bạn, bí này loại bò dưới đất đó các bạn. Để coi cho nó trống mình nhét luôn. Còn ở trong cái nhà kính của mình thì hồi nãy mình chỉ trồng được mấy cây đậu bắp nhét đại ở mé dách đó các bạn. Mai mốt này nó lên thì xác các bạn thấy mai mốt nó lên thì xác ở trong dách nó không có bán, cho nên ở mấy ngoài thì mình trồng mấy cái loại rau khác. Cái đám cải này thì mình chờ hết bữa nữa nó lớn chút xíu nữa rồi mình cũng thu hoạch luôn, là trống chỗ để mình ươm cái khác. Mình nãy giờ mình dọn dẹp được bao nhiêu đây nè, mình đám salad này thì ăn không kịp, nó lên cao quá rồi nè, nhưng mà cũng còn non các bạn. Bây giờ mình ươm thêm một mớ đậu tiết kỳ rồi mình trồng bị mấy chú thỏ qua dọn dẹp sạch rồi, cho nên mình phải ươm cái khác nó mới lên được nhiêu đó đó. Đây là mấy cái dây bầu của mình chờ lát bữa nó lên lớn chút xíu mình đem ra ngoài mình trồng. Mấy cây này húng cây húng lũi gì đó.
cây này thì nó lên tơ dữ lắm các bạn. Đó, các bạn phải ra ngoài ra mình có mấy bụi nó lên tốt cái sợ không lá lớn. Cây này thì nó mỗi năm cái rễ của nó còn sống dưới thì nó cứ trồi lên hoài à. Nó cũng lên dữ lắm, mình phải nhổ mình bỏ bớt các bạn. À, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây thôi, cũng không có hướng dẫn chỉ dẫn cách trồng gì hết, này là chỉ mình chỉ đem mấy cái cây mình ươm mình đem xuống trồng thôi, không có gì đặc biệt. Mình tạm dừng ở đây nha các bạn, cảm ơn các bạn theo dõi cái video của mình. Hẹn các bạn cái video kỳ tới. Mình chào các bạn nha.